chào toàn thể tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay trời hơi tối nhưng em Quang làm một video quay con súng lật Lugong 920 sản xuất năm 2017 cho tất cả anh chị em cùng xem. Con súng lật này là con súng lật cầu dầu phanh hơi số tự động nhá, một tay trang rồi. Cần con này nguyên bản thì được khoảng tầm xả tải khoảng tầm 3,5 m, nhưng mà cần đã được nối hiện nay là cần này đổ cao xả tải khoảng tầm 4 m. Đấy anh chị em có thể nhìn thấy con hổ vồ 8 tấn của em bên cạnh. Mà cái gầu này nó đang dư qua cả con hổ vồ phải đến 1,2 m, 1,3 m mất. Đấy nguyên đỉnh nóc của con hổ vồ cái là cao khoảng tầm 3 mét rồi. Con súng lật này dùng cực ngon luôn, cam kết anh chị em toàn là từ máy đến hộp số đều chưa động chạm gì cả, cho đến là cầu. Cầu này là cầu dầu. Tay súng lật là hai cầu và cầu dầu, lốp béo. Con súng lật này em bán cho anh chị em với giá 130 triệu. Tất cả anh chị em có nhu cầu liên lạc trực tiếp cho em Quang số điện thoại 0968110299 hoặc là số điện thoại của em Vương 0989597002. Máy dùng rất là ít, rất là sạch sẽ luôn. Đấy, đèn điếc còn đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Đèn đầy đủ, đèn coi đầy đủ, không thiếu một gì anh em nhé. Đấy, đèn coi rất là đầy đủ luôn. Di chuyển hay là nâng hạ của súng này này đều rất là ok luôn. Đấy, cực ngon luôn. Con này anh chị em nào mua về mà chúng ta dùng thì có thể đổ được cao cả những cái xe tầm 4-5 chân. Quá đỉnh cao rồi, súng lật cần quá dài rồi. Đấy, hoạt động rất là ok luôn, cực kỳ ngon luôn. Em chỉ làm một video ngắn thôi, đây đèn có xi nhan không thiếu cái nào cả. Đấy, đầy đủ, không thiếu một cái gì. Anh chị em có nhu cầu liên lạc trực tiếp cho em Quang số điện thoại 0968110299 nhé. Anh chị em nào mà ở xa chỉ cần ưng con máy này, đặt cọc tiền cho em này, em sẽ chuyển máy tận nơi cho tất cả anh chị em luôn. Đấy, về trời ơi tối rồi nên là quay thì cũng không được rõ lắm, nhưng mà thật ra là súng lật rất là dễ xem, nó không giống con ô tô. Con này thì nguyên bản sơn zin vẫn còn nguyên bản 100% luôn, chưa có một tí sơn tẻ nào gì. Toàn súng lật này đấy, cần để giữ cực cửa tốt luôn. Còn súng lật này em mua về ngày hôm qua, nhưng mà đấy em vẫn để dưng ben như thế này, vẫn quá ok luôn, không bị tụt cần tí nào. Cần cực kỳ dài, cực kỳ cao anh em ạ. Đấy, ngoài ra bãi xe nhà em vẫn còn một vài loại xe 7 và 8 tấn rất là nhiều. Con màu xanh này là 7 tấn Trường Giang đời 2011, bán cho anh chị em với giá 135 triệu. Con bên cạnh này Trường Giang 209 bán 75 triệu. Đây là con trà Trường Giang 8 tấn rưỡi đời 2016.